Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy 2.com Hôm nay cô và các em cùng nhau bước vào phần A Closer Look 2 Unit 9 Natural Disasters Trên số 29, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Phần đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu là phần Grammar Ngữ pháp Passive Voice Review, ôn tập lại, câu bị động Remember, we form the passive voice with the verb to be in the appropriate tense and form and the past participle of the main verb. Only verb we can take an object can be used in the passive. Hãy lưu ý rằng chúng ta tạo hành thể bị động với động từ to be trong những thì và dạng phù hợp và quá khứ phân từ của động từ chính. Chỉ những động từ mà có tân ngữ mới có thể sử dụng trong bị động. Bài tập số 1. Read the conversation in getting started and underline any sentence in the passive voice that you can find. Check your findings with a partner. Đọc lại bài hỏi thoại getting started và gạch dưới bất kỳ những câu nào có có thể bị động mà các em tìm thấy được. Kiểm tra câu trả lời với các bạn của các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại phần getting started và tìm ra một số câu bị động. Trong phần này thì một số câu bị động như sau. Từ đầu tiên, đó chính là was anyone injured? Có bất kỳ ai bị thương không? Tiếp theo là câu only a few minor injuries were reported. Mình có câu bị động là were reported. Most people had moved to safe area when the storm broke. Chỉ có một số ít người bị thương được báo cáo. Đây là câu bị động. Tiếp theo, cô có là It seemed many houses and public, public buildings were destroyed and flooded. And thousands of people were left homeless. Câu này có nghĩa là có vẻ như là nhiều, nhiều ngôi nhà và các công trình công cộng đã bị phá hủy và bị ngập lụt và hàng ngàn người thì đã bị mất nhà cửa. <laughs> Tiếp theo cô có câu là They've sent rescue workers to free people who were trapped in flood were trapped đây là bị mắc kẹt Once the heavy rain stopped, they started cleaning up the debris. Medical supplies, food, and rescue equipment have also been sent. Been sent. Họ đã gửi những nhân viên cứu hộ để giải cứu những người bị mắc kẹt trong những ngôi nhà bị lụt và khi mưa lớn dừng lại họ sẽ bắt đầu làm sạch những mảnh vụn, những thiết bị y tế được cung cấp, thực phẩm và um, cứu hộ cũng đã được gửi đi. ở đoạn cuối chúng ta thấy là they've been taken to a safe place where temporary accommodation will be provided for them. câu bị động đó chính là been taken và một từ nữa đó là be provided. Họ đã được đưa đến một nơi an toàn, nơi chỗ ở tạm thời sẽ được cung cấp cho họ. Đó là toàn bộ những câu bị động trong phần Getting Started. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua bài tập số 2. Complete the sentences using the correct passive form of the verb in brackets. Hoàn thành các câu sử dụng hình thức câu bị động cho chính xác của những động từ trong mặt đơn. Number one, David scatter across the countryside by the strong winds last night. Để làm được dạng câu này thì đầu tiên chúng ta phải xác định được đó là ở thì nào. Chúng ta thấy có last night, last night là tối hôm qua. Tối hôm qua vậy, xảy ra đó là quá khứ đơn. Cách chia của quá khứ đơn là be. Bây giờ quá khứ là were hoặc là were cộng với động từ ở trong ngoặc ở cục 3. Vậy Davis ở đây là những mảnh vụn, những mảnh vụn thì là số ít cho nên chúng ta sẽ dùng là was. Và động từ ở trong ngoặc chúng ta sẽ ở cục 3 hoặc là thêm id Trong trường hợp này, từ này là thêm ed scatter. Were scattered across the countryside by the strong winds last night. Những mảnh vụn được rải khắp miền quê bởi những cơn gió mạnh tối qua. Number two. Ten new houses built in the town every year. Mười ngôi nhà mới đã được xây dựng ở thị trấn mỗi năm. Every year là mỗi năm. Vậy đây là trường hợp lặp đi lặp lại. Phải suy ra đây là hiện tại đơn. Hiện tại đơn công thức cũng là B ở hiện tại là am is are cộng với động từ này ở cục 3 hoặc là thêm đi. Vậy chúng ta có là 10 new house, houses là số nhiều, 10 ngôi nhà là số nhiều cho nên chúng ta sẽ dùng là are. Và từ build này, ở cột 3 của nó là build. Đổi đi thành ti. Tiếp theo mình có câu số 3. Resident of Ludwig Village. Take to a safe place last night. Câu số 3 tương tự với câu số 1. Có từ last night. Đó là quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì chúng ta sẽ chia là words hoặc là were cộng với động từ ở cục 3 hoặc là thêm đi Ở đây chúng ta có là residence of flooded village Đây là số nhiều Dân cư những ngôi nhà bị lũ lụt là số nhiều cho nên chúng ta sẽ dùng là were Và cộng với động từ này ở cục 3 đó là taken Dân cư những ngôi nhà bị lũ lụt đã được đưa đến một nơi an toàn vào tối qua Number 4 in the future natural disasters predicted accurately with the help of technology. Mình thấy câu số 4 là ở in the future có nghĩa là ở trong tương lai. Vì trong tương lai là chưa xảy ra thì chúng ta sẽ dùng là tương lai đơn. Tương lai đơn công thức là will cộng be cộng với động từ thêm id hoặc là ở cột 3. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng will b cộng với động từ predict. Trong trường hợp này predict thì chúng ta sẽ thêm ed vào. Câu này có nghĩa là trong tương lai thì những thảm họa thiên nhiên được dự đoán chính xác với sự giúp đỡ của công nghệ. Number 5, food and medical supplies deliver later this afternoon. Chúng ta có từ this afternoon có nghĩa là chiều Chiều hôm nay vậy chưa xảy ra Cho nên chúng ta sẽ dùng là tương lai đơn Food and medical supplies Vậy công thức của tương lai đơn Bị động của tương lai đơn là will Be Cộng với động từ ở trong ngoặc Chúng ta sẽ ở cục 3 hoặc là thêm ED Trong trường hợp này thì sẽ thêm ED vào phía sau Deliver Thêm ED thực phẩm và các thiết bị y tế sẽ được giao sau trưa nay. Vậy là chúng ta đã xong bài tập số 2. Chuyển sang bài tập số 3. Rewrite the following sentences using the correct passive voice. Bài tập số 3 yêu cầu là hãy viết lại những câu bằng về sử dụng thể bị động cho chính xác. Câu số 1. Volunteers have given out food and blankets to homeless people. Để chuyển câu này thành dạng bị động thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Trong trường hợp này thì volunteer là chủ ngữ. Have given out là động từ và food là tân ngữ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chuyển food lên đầu. Task 3 29. nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là phải xác định chủ ngữ động từ và tân ngữ. ở đây tân ngữ của chúng ta là food and blankets. vậy chúng ta chuyển tân ngữ lên đầu, food and blankets lên đầu. Sau đó là tới động từ, động từ chia ở bị động là have been given. Out. Phần phía sau chúng ta sẽ ghi lại hết là to homeless people. Và by volunteers thì chúng ta sẽ bỏ đi Vậy chúng ta có câu hoàn chỉnh là Food and blankets have been given out to homeless people Thực phẩm và mền đã được mang đến cho những người vô gia cư Number 2 So far, rescue workers Rescue worker ở đây chúng ta là chủ ngữ have freed là động từ và ten people trapped in college building là tân ngữ. Ten people trapped đây là tân ngữ. Nhiệm vụ của chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ đem tân ngữ lên lên trên. và chúng ta có câu là, 10 people trapped in college building Tiếp theo là động từ, chúng ta sẽ chuyển sang thời bị động đó là have been freed. Và phần so far bỏ đi và rescue worker bỏ đi. Vậy câu hoàn chỉnh của chúng ta là ten people trapped in collapsed buildings have been freed. 10 người bị kẹt trong những tòa nhà sập đổ đã được giải giải thoát. Câu số 3. Did the storm destroy the whole village? Câu số 3 đây là dạng câu hỏi. Thì chúng ta có là the storm là chủ ngữ. Destroy là động từ và the whole village là tân ngữ. Nhưng trong trường hợp đây là câu hỏi Cho nên Ở đây chúng ta sẽ chuyển là The whole village Đáng lẽ là nếu ở đây là không phải là câu hỏi Thì chúng ta sẽ chuyển bình thường Đó là the whole village was destroyed Destroy này chúng ta sẽ thêm Sẽ thêm id vào Và khi were destroyed vậy Ở đây là do dạng câu hỏi Cho nên chữ were chúng ta sẽ Đem lên đầu câu Vậy chúng ta sẽ có câu trả lời là was the whole village destroyed. Was the whole village destroyed? Cả ngôi làng đã bị phá hủy phải không? Number 4. If the storm hit the areas, it will cause a lot of damage. Câu này phần if the storm hit the area giữ nguyên và phần sau chúng ta sẽ đổi. If là chủ ngữ, will cause là động từ và a lot of damage là tân ngữ. Đầu tiên thì câu này chúng ta sẽ viết lại if the storm hit the area. If the storm À, câu này chúng ta sẽ chuyển là if the area is hit by the storm. Vì ở đây the storm cũng là chủ ngữ, hit là động từ và the area là tân ngữ. Cho nên chúng ta sẽ chuyển sang if the area is hit by the storm. If the area E hits by the storm Vì sao dùng E? Bởi vì từ hit này là ở hiện tại E hits by the storm Phần phía sau chúng ta sẽ đổi là A lot of Chuyển sang a lot of damage Chuyển lên đầu câu A lot of damage will be caused Thì mình đi vào nếu khu vực bị bão đánh vào thì sẽ có nhiều thiệt hại bị gây ra. Number five, they are going to organize a garden party to raise money for the victim of the flood. Câu số 5 thì chúng ta thấy là đây là chủ ngữ are going to organize là động từ và tâm ngữ của chúng ta là a party, a garden party. Và nhiệm vụ của chúng ta là chuyện a garden party lên đầu câu. A garden party. Vì a garden party là số ít cho nên chúng ta sẽ dùng là is. going to. Muốn chuyển sang bị động thì phải thêm be vào nữa is going to be và từ organize này chúng ta sẽ thêm id vào phía sau organized và phần còn lại chúng ta sẽ ghi hết to raise money for the victims of the flood money For the victim. After that Một buổi tiệc vườn sẽ được tổ chức để quyên tiền cho những nạn nhân của cơn lũ lụt. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Chuyển sang phần tiếp theo, đó là past perfect. Read parts of the conversation from getting started. Pay attention to the underlying part. Đọc phần đàm thoại của phần getting started và hãy chú ý rằng phần gạch chân. Nick was anyone injured? Nick có bất kỳ ai bị thương không? Dương, only a few minor injuries were reported. Most people had removed to safe area when the storm broke. Câu này có nghĩa là chỉ một vài người bị thương thì được báo cáo, hầu hết họ đã được di chuyển đến một nơi an toàn khi cơn bão đổ bộ vào. Tiếp theo, ở đây là giải thích của phần past perfect kia của past perfect là quá khứ hoàn thành positive câu chủ động subject cộng had cộng past participle chủ ngữ cộng had cộng với quá khứ phân từ for example I had left when they came tôi đã rời khỏi khi mà họ đến cách chia là chủ ngữ cộng had cộng với past participle là ở V ở cục 3 hoặc là thêm đi trong trường hợp này là cục 3 left negative phủ định subject cộng had not hoặc là had trình chủ ngữ cộng had not ghi tắt là had trình cộng với V3 for example I had trên left when they came tôi đã rời khỏi khi mà họ họ đến Question. Câu hỏi Had cộng subject Là had cộng chủ ngữ Cộng với V3 Người ta gọi là quá khứ phân từ Had cộng subject Cộng not cộng past participle Had cộng chủ ngữ Cộng not cộng với V3 Quá khứ phân từ Had trình cộng subject Chủ ngữ cộng với V3 Quá khứ phân từ For example, had you left when they come bạn đã rời khỏi khi họ đến hay không? Had you not left when they came? Bạn đã không rời khỏi khi họ đến phải không? Hadn't you left when they came? Bạn có rời khỏi khi họ đến không? Lưu ý là short answer to yes or no questions. Những câu hỏi trả lời yes no. Yes, subject cộng had. Yes thì là chủ ngữ cộng với had. Và nếu là no có phủ định thì sẽ là subject cộng với hadn't No chủ ngữ cộng với hadn't For example Had you left when they came? Bạn rời khỏi khi họ đến phải không? Yes, I had Và no là I hadn't Để hiểu rõ hơn về phần past perfect Thì chúng ta sẽ đi sâu vào một số bài tập When do we use the past perfect? Can you think any rules? Khi nào thì sử dụng thì quá khứ hoàn thành? Các em có thể nghĩ ra bất kỳ quy luật nào không? Đầu tiên, we use the past perfect to describe an action before a started time in the past. Câu này có nghĩa là khi chúng ta sử dụng Chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành để mà miêu tả một hành động trước một khoảng thời gian bắt đầu trong quá khứ. Ví dụ, people had managed to leave the flooded village by 11 o'clock last night. Câu này có nghĩa là người ta đã xoay sở rời khỏi những ngôi làng bị lũ lụt vào 11 giờ tối qua. Tiếp theo lưu ý thứ hai đó là we use the past perfect to describe an action that happened before another action in the past. Câu này có nghĩa là chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành để miêu tả một hành động mà xảy ra trước khi hành động khác trong quá khứ. Ví dụ, people had really left the flooded village when rescue worker arrived. Câu này có nghĩa là người ta đã rời khỏi những ngôi làng bị lũ lụt khi đội cứu hộ đến. Rồi để giúp các em hiểu rõ hơn phần past perfect thì chúng ta sẽ đi vào bài tập của nó. Và tập số 5, complete the sentences by putting the verb in brackets into the simple past or past perfect. Bài số 5 yêu cầu chúng ta là hãy hoàn thành những câu sau bằng cách đặt những động từ trong ngoặc trong ngoặc đơn thành thì quá khứ đơn hoặc là quá khứ hoàn thành. Vậy ở đây chúng ta sẽ chia là quá khứ đơn hoặc là quá khứ hoàn thành. Câu đầu tiên, most people live before the volcano erupts. Vậy là hầu hết mọi người đã rời khỏi trước khi mà núi lửa phun trào. Vậy cái vế đầu tiên chúng ta thấy là vế trước before và vế sau before. Thì vế sau before thì chúng ta sẽ dùng là quá khứ đơn và vế trước before thì chúng ta sẽ dùng là quá khứ hoàn thành. Vậy chúng ta sẽ có câu trả lời là had left và với sau là quá khứ đơn trong trường hợp này thì chữ erupt chúng ta sẽ thêm id vào erupted hầu hết mọi người đã rời khỏi trước khi mà núi lửa phun trào number two by the time we arrive at the canyon it stopped snowing khi mà chúng tôi đến hẻm núi thì trời đã ngừng tuyết vậy là cái từ by the time đó là khi khi mà chúng tôi đến hẻm núi vậy đó là quá khứ thì trời đã ngừng tuyết vậy với đầu chúng ta sẽ dùng là quá khứ đơn và với sau thì chúng ta sẽ dùng là quá khứ hoàn thành arrived quá khứ đơn. Và phía sau là quá khứ hoàn thành, công thức quá khứ hoàn thành là had cộng với V3. Stop này trong trường hợp này là stop thì đi. Và lưu ý từ stop là các em phải double p. Stop Khi mà chúng tôi đến hẻm núi thì trời đã ngừng tuyết. Number 3. They spent the night in the flooded area before help arrived. Cái câu số 3 này nó tương tự với câu số 1. Với trước before và sau before. Với sau before thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ dùng là quá khứ đơn và với trước before thì chúng ta sẽ dùng là quá khứ hoàn thành. Bây giờ mình sẽ dịch nghĩa coi xem có đúng hay không. Họ đã trải qua cả buổi tối ở khu vực lũ lụt trước khi sự giúp đỡ đến Vậy đúng là chính xác rồi Bây giờ arrive này chúng ta sẽ chia là quá khứ đơn Arrive Và từ spend này chúng ta sẽ chia ở quá khứ hoàn thành đó chính là had Chữ spend này, cột 3 của nó là spend husband. Cô ghi phần này ở ngoài đây cho các em dễ hình dung. Họ đã trải qua cả buổi tối ở khu vực lũ lụt trước khi sự giúp đỡ đến. Number 4. Simon get lost because he not take a map with him. Simon bị lạc bởi vì anh ấy đã không mang theo bản đồ. Vậy với đầu tiên chúng ta sẽ dùng là quá khứ, quá khứ đơn. Get, quá khứ của nó là got. Và not taken, À, vì ở đây là nó cho nên chúng ta sẽ dùng là hát nó ghi tắt là hát trình và từ tag này ở cục 3 là taken Simon đã bị lạc bởi vì anh ấy không mang theo bản đồ Number 5 I find my pen after I buy a new one Tôi tìm thấy cây viết của tôi sau khi mà tôi mua một cây mới. Vậy đó chúng ta sẽ chia là quá khứ đơn và phần phía sau chúng ta sẽ chia là quá khứ hoàn thành. Quá khứ của file là found. Và với đằng sau quá khứ hoàn thành là had. Cộng với động từ ở cục 3 là bought. Tôi đã tìm ra cây viết của tôi sau khi mà tôi mua một cây mới. Vậy là chúng ta đã xong bài tập số 5. Chuyển sang bài tập số 6. Work in pair, ask and answer the following questions about you. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn. Đây có một số câu hỏi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ trước. Example, what had you learned to buy to do by the time you start primary school? B, by the time I start primary school, I had learned how to ride a bike trong câu này bạn đã học những gì trong cái thời gian mà bạn học ở trường tiểu học khi mà tôi bắt đầu học ở tiểu học thì tôi đã học về làm cách nào để mà chạy xe đạp ở đây number one what had your mother done when you got up last Sunday mẹ của bạn đã làm gì khi bạn dậy vào chủ nhật tuần rồi thì ở đây cô sẽ ví dụ như là mẹ mẹ của cô đã rời khỏi nhà và đi đến nhà bà ngoại thì cô sẽ có câu trả lời là she had left home to grandmother's house. She had left home to grandmother's house. Tiếp theo, number 2. What had you done before you went to bed last night? Câu số 2 có nghĩa là bạn đã làm gì trước khi mà bạn đi ngủ vào tối qua. Thì à, ví dụ như là tối qua cô đã hoàn thành tất cả những uh, bài tập về nhà đi. Chẳng hạn như vậy, I had completed on the homework. Đã hoàn thành hết tất cả bài tập về nhà. Number three, what had already, already happened when you arrived at school today? Điều gì đã xảy ra khi bạn đến trường hôm nay? Ví dụ thì cô sẽ nói là có một cái đám cháy nhỏ gần thư viện đi. There had been a small fire near the library. There had been a small fire near the library. Number 4. What had you done before you left school yesterday? Bạn đã làm gì trước khi bạn rời trường vào hôm qua? Ví dụ như là cô nói là cô đã chơi cầu lông cùng với Trang. I have played badminton with Trang. Tiếp theo, number five. What had happened by the time you finished your homework work yesterday? Um, chuyện gì đã xảy ra khi bạn hoàn thành bài tập về nhà vào hôm qua? Thì ví dụ như cô nói là Trang đã gọi để rủ cô đi chơi đi. Thì cô sẽ nói là Trang had called me. For inviting. me to go out. Vậy là cô đã hoàn thành xong bài tập số 6. Chuyển sang bài tập số 7. Work in two teams. Take turns to give reason why you were pleased, upset, happy, angry, and etc. you the past perfect for the event. This had happened. Its correct sentence. Get one point. The team with the most point wins. Bài tập này yêu cầu chúng ta là hãy làm việc theo hai nhóm. Lần lượt đưa ra các lý do tại sao mà các em hài lòng hay là bực bội, vui vẻ, tức giận. Sử dụng thì quá khứ hoàn thành cho các sự kiện mà đã xảy ra. Mỗi câu đúng nhận một điểm. Và đội nào nhiều câu đúng nhất thì sẽ thắng. Ví dụ, on my birthday, I was very pleased because I had received a nice present. Và buổi tiệc sinh nhật của mình thì mình đã rất hài lòng về... Mình đã rất hài lòng bởi vì mình đã nhận được một món quà vô cùng đẹp. Last Tuesday, I annoyed because missed the school. Thứ ba tuần rồi, mình đã rất bực bội bởi vì lỡ chuyến xe buýt đến trường. Này, thứ ba tuần rồi, Tôi đã rất bực bội bởi vì lỡ chuyến xe buýt ở trường. Bây giờ chúng ta sẽ là những mẫu câu tương tự như vậy. Ví dụ cô nói là hôm qua thì cô rất là vui bởi vì mẹ của cô đã đã dẫn cô đi shopping vào vào cuối tuần đi. Hoặc là cô nói là cô rất rất là bực mình bởi vì um, cô đã đánh mất một chiếc xe hoặc là cô nói là cô rất là buồn bởi vì cô bị điểm xấu trong bài trong bài kiểm tra rồi bây giờ ví dụ ha task 7 Đầu tiên là cô nói là I was very pleased. Because I Have I had got? Sorry, game. I had got compliment from teacher. Ví dụ một câu khác đi. Rồi bây giờ cô sẽ nói là như thế này. I was very pleased. Yesterday Because I had got I had so a difficult math problems. cô nói là hôm qua cô rất là vui bởi vì cô đã giải được một bài toán khó. I was very pleased yesterday because I had got slowed a difficult math problems. tiếp theo cô nói là cô rất là bực mình bởi vì anh trai của cô thì đã làm hư chiếc xe của cô. I was very angry because my brother had broken my bike. Một ví dụ tiếp theo nữa. Cô nói là cô rất là buồn bởi vì cô nhận được điểm kém trong bài kiểm tra. I was upset. because I had got a bad mark. on the exam Đây là một số ví dụ để giúp các em làm bài tập số 7 trên số 30 Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong tất cả các bài tập. Trong phần of closer loop 2, trang số 29 và số 30, các em hãy truy cập vào lời giải 2.com để tìm hiểu những bài mới nhất nhé. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng tiếp theo.